chào toàn thể anh em lại quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi có một con máy cưa xích siêu phẩm cho anh em đây. Một con cưa Makita tay dài anh em sử dụng gia đình nha. Đó, con này thì dòng máy nhỏ nhỏ. Anh em sử dụng con này là lam 40, sử dụng được 30 phân 35 phân lam nha. Đó, nguyên chiều dài lam là 40 phân, sử dụng được 35 phân. Máy đẹp như máy hộp luôn đấy, như máy thùng luôn đấy. Đó, quá mới luôn. Đẹp xuất sắc tuyệt vời luôn em nhé. Đó, hàng của Makita chính hãng luôn nha. Đẹp xuất sắc tuyệt vời. Rồi, xích con này xích chuột nhỏ em nhé. Cắt rất là ngọt luôn. Rồi, bây giờ Hoài Bãi test nổ anh em nghe tiếng máy nha. Đó, con này thì bên Hoài Bãi đang bán với giá là 2 triệu mốt nha anh em. 2 triệu mốt hàng đẹp nha. Đó, bây giờ Hoài Bãi test nổ này. Anh em hướng dẫn anh em sử dụng nha. Bật công tắc lên, bóp ga vào, ấn nút gài ga rồi anh em nhả tay ga ra, rồi nhả nút gài ra nha. Đó, rồi anh em rút e ra. Đó, anh em kiểm tra đổ xăng vào đây nhá. Đổ xăng pha nhớt vào trên nắp trên nhá. Còn đổ nhất thải vào nắp dưới nhá. Nhất thải là để bôi trơn cái lam thôi em nhá. Chứ nó không có liên quan gì đến trong máy nhá. Rồi, test nổ nhá. Giật khoảng 1 2 cái nó sẽ nổ lên một tiếng. Rồi anh em ấn, anh em đẩy cái cần e lại nhá. Đó, giật nó nổ lên một tiếng. Rồi anh em đẩy cần e lại. Chốt cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0539 nha. Rồi, Hoàng xin cảm ơn toàn thể anh em. Đó, bao ship toàn quốc luôn rồi anh em nhé. Đó, bao ship toàn quốc luôn rồi.